mới sáng sớm và chị Vi gọi mình xuống dưới này làm gì không biết. Đùa đấy. Mới sáng sớm ra, chị gọi xuống dưới lại làm gì đấy? À, nhìn mặt chị rất là giam đấy nhá. Chắc chị lại có âm mưu gì với con lọ lem đúng không? Chị có biết hôm nay là ngày gì à? À, sao mà không biết? Hôm nay ấy, chính là ngày mai của hôm qua. Cái đầu này chỉ nghĩ đến ăn thôi mà. Hôm nay ấy, là hôm qua của ngày mai. Hôm nay ấy, là ngày đi dự lễ hội thời trang đấy. Xong việc này thì mới được đi lễ hội nhá. Đây là ngô cho lợn ăn. Đổ vào đây nhá. Oh no. Bây giờ con hãy lọc ngô cho lợn ăn ra khỏi ngô nhà mình ăn ra cho gì nhá. Thì mới được đi chơi lễ hội. Là con. Hai đứa ngô này y hệt nhau thì làm sao mà lọc được. Bao giờ con đạp xong thì mới được đi chơi lễ hội nhá. Mẹ con mình đi chuẩn bị. Yeah. Em nó nọc thế nào nhá. Hạt nạc cũng giống hạt lạc. Thì làm sao mà mình nọc được. À, ngô nhà mình ăn thì có thể lột được thành mùng ngô. Còn ngô xoăn lợn thì không được. Wow, ngon quá. Dì ơi, con nọc xong rồi á. Con nọc xong rồi dì á. Cơm đấy nha. Dì ơi, ngô nhà mình thì có thể lổ thành mỏng, còn ngô cho lợn ăn thì sẽ không lổ được dì ạ. Không ăn nữa. Tao bảo con nặng ngô ra chứ không phải đâu làm thế này. Đúng rồi. Lươn lẻo. Lươn lẻo. Không được đi chơi. Ở nhà. Đi các con. Trời ơi, thế sao không là sớm? Để ta giúp con, chuyện này với ta quá đơn giản. Thật là ông muốn. Hãy sang ta đây. Qua lòng, qua lòng, qua lòng, qua lòng, qua lòng, qua lòng. Ông muốn ạ.
Nào đi đây. Ông ơi. Nhưng mà ông ơi, không có váy đẹp để đi dự hội ạ. Tao sẽ cho con bộ váy thật đẹp để đi dự hội. Dạ. Ở trong đây. Đâu ra mà đi. Mẹ, đi này. Trời ơi, kim bà luôn này. Ôi cha chú, sao nó kiếm đâu ra cái bộ váy đẹp thế nhỉ? Đẹp hơn của con thế à? Đâu? Có xin gì con đi xã hội ạ? Ôi cha chú. Rơi rồi. Đảo rồi mà. Mới nói cái xong. Cái điện thoại mới mua của mẹ. Mới mua. Ui phí rồi. Quá. Lọ lem. Cái điện thoại mới mua của mẹ. Nó bị rơi xuống nước rồi. Con xuống nặng cho mẹ. Nhưng có bộ đồ này cũng là người đi lễ hội. Làm sao mà xuống mò được ạ? Giờ con phải mò cho mẹ cái điện thoại thì mẹ mới cho con đi nhá. Xuống nhặt cho mẹ đi. Xuống đi rồi mới đi. Đúng rồi. Mò đi. Mẹ mẹ có không thấy đâu ạ? Lúc nặng chỗ anh này. Trời ơi. Điện thoại ở đây mà. Trời ơi. Điện thoại gì chứ mất? Chúng ta đi lễ hội thôi ạ. Váy ướt rồi, còn đâu mà đi. Rồi còn đâu mà đi. Mình phải làm thế nào bây giờ? Trước váy dạ hội của mình đã bị ướt rồi. Mình không có váy để đi dự tiệc nữa. Ông ơi, chiếc váy ông tặng con đã bị ướt hết rồi. Bây giờ con không có váy để đi dự hội nữa. Cả này khó đẻ rồi đấy. Được rồi, tao sẽ giúp con. Dạ, cả ông Đông ạ. Ông váy này làm sao mà con đi dạ tiệc được? Tao xin lỗi, tao lỗi. Thôi rồi, tao biết ạ. Vâng. Tao hết cách rồi. Ta thực sự hết cách rồi đấy. À, con có cách rồi. Bắt đầu là chiếc váy dạ hội. Đồ phế thải. Đầu tiên chúng ta sẽ làm khung để tạo độ phồng cho chiếc váy. Làm 4 vòng tròn như vậy. Bắt đầu tạo khung. Gấu lại thật là chắc chắn. Bỏ rạch chiếc túi ra. Đối thành khung vải dài. Bắt đầu khâu lại. Đây, chính là khi mình khâu xong. Và bây giờ mình sẽ thử nó. Một tầng vải. Tiếp theo thì mình sẽ làm chiếc áo. Và bây giờ mình sẽ cắt cổ áo, dán dây áo. Bao giờ sẽ mặc thử chiếc áo mình vừa làm xong. Wow. Mình đã sắp sửa hoàn thành chiếc váy cho lễ hội thời trang rồi.
phép hóa ra làm chữ váy à? Cảm ơn ông buồn. Đẹp quá ông buồn ơi. Ông vì một người dưng mà ông đánh cháu.
sao không Trang? Thôi, có theo ông vào nhà. Hình như Vi đang trêu con điên kìa. Mình phải ra trêu cùng mới được. Kia đi, tớ trêu cùng với. Trêu thì mình cười á. Đi trêu. Đấy. Cái gì? Con đi này là chị kìa á. Thế thôi, từ giờ sau con đừng chơi với tớ nữa nhá. Không, tớ sợ bị nầy bệnh điên lắm. Cháu nó bảo ốc rồi mà, cháu không có một người chị điên như thế này. Số gì? Cháu, sao cháu có thể nói chị cháu thế? Hả? Trang, 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 tránh xa tôi ra. Đồ điên, tránh xa tôi ra, tôi không cần. Suzy. Đấy, gia đình điên này đục đục rồi đấy. Tránh xa tôi ra, không cần. Từ ngày chị đến đây, ông đã không còn thương tôi nữa. Bạn bè cũng xa lánh tôi. Như thế, chị đã vừa lòng chưa? Bỏ ra đồ điên. Bỏ ra. Trang, Trang, bỏ ra. Trang, Trang, chị. Bỏ ra đồ điên. Chị đừng có đụng vào tôi nữa. Ơ, kẹo này chắc là ông để lại cho mình đây mà. Cá ngon thật đấy. Nhiều hơn. Ngon. Nhìn cái gì mà nhìn, đang ăn mất cả ngon. Ngon. Cháu, cháu mua kẹo đi, kẹo ngon lắm đấy. Không được đâu. Chị ơi!
Vậy mà lúc nào mình cũng hát hộ chị. Mình thật là có lỗi. Mình luôn trêu chọc, khinh thường chị ấy, mà chị ấy vẫn cứu mình. Mình đúng là... phải đi kiếm việc làm thôi. Cậu cháu đây.
Xin à. Quái vật Hookie, Hookie các bạn ạ. Các bạn rất là khói các bạn nhá. Sợ chứ các bạn? Bí. Con này nặng thế. Ôi. Các bạn thấy sợ không? Sợ thế. Các bạn thấy sợ. Quay lại nhá. Mà hình như con này hết pin rồi sao ấy. Hết pin rồi. Con này chắc hết pin rồi. Con này trộm mình nhìn nhầm thôi. Chắc rồi. Hay là bọn mình nắp cho nó có pin đi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
màu vàng. Em để ý cho chị nhá. Vâng. Chìa khóa.